How are your Vietnamese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Một người phụ nữ và một người đàn ông đang xem một tấm ảnh. Họ đang xem tấm ảnh nào? Đấy là tấm ảnh đội bóng của con trai anh đúng không? Đâu là con anh? Con anh đây. Ồ, cậu ấy cao nhất trong đội. Nó cao hơn anh đấy. Họ đang xem tấm ảnh nào? Một người phụ nữ và một người đàn ông đang xem một tấm ảnh. Họ đang xem tấm ảnh nào? Đấy là tấm ảnh đội bóng của con trai anh đúng không? Đâu là con anh? Con anh đây. Ồ, cậu ấy cao nhất trong đội. Nó cao hơn anh đấy. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.